là có con chó sói này ba bạn thấy không? Không thấy đâu. Chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là Vương đi vô rừng để mà truy lùng bầy chó sói các bạn. Hôm qua là nó ăn hết một con cừu của Vương rồi. Này là hôm qua cắn chết con cừu luôn. Và còn hôm nay là nó ăn thêm một con cừu núi của con của Vương nữa. Con chó sói giờ nó quá lộng hành à. Bữa nay là nó phải trả thù cho mấy con cừu thôi. Bữa nay mấy anh em Vương sẽ chơi lớn và sẽ lấy cái máy múc này vô để cào nhà của nó. Đó, ở trong một bình sâu lắm. Hút ở trong kìa. Dạ, chuyện này đi săn chó sói là hết sảy của bà Bảy. Mình có chạy vô rồi mình xin trời. Chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là Vương đi vô rừng để mà truy lùng bầy chó sói mấy bạn. Đây, hôm bữa là mấy bạn thấy không? Nó hồi sáng này là hôm qua là nó ăn hết một con cừu của Vương rồi. Này là hôm qua cắn chết con cừu luôn. Và còn hôm nay là nó ăn thêm một con cừu núi của con của Vương nữa. Mấy con này nó ác dễ sợ luôn á. Nó ăn là nó chỉ ăn cái đùi thôi với lại cái bụng, mình thấy không? Ăn bộ đồ lòng thôi. Mấy con này nó ác dễ sợ luôn á, cho nên là mà bây giờ là hai ngày liên tiếp nó ăn hai con, cho nên là bữa nay giờ là Vương với lại dẫn mấy anh em lên đây để coi thử có kiếm được nó hay không. Nên kiếm được thì quá tốt, còn kiếm không được thì cái khu này là vung rào lại hết rồi mà không biết sao mà nó chui vô được nữa. Cho nên anh Thành anh mới nói là có anh Thành thấy cái chỗ nó chui vô. Bầy heo rừng con hôm bữa nuôi ở farm bây giờ đem lên đây nè. Đem lên đây để cho tụi nó thả ra trong sở thú luôn. Thả nó ra rồi mà nó không chịu đi. Nãy giờ nó theo con heo mẹ đó. Cái con heo nái đó nó không chịu nhận, và nó không chịu nhận con nuôi, cho nên là bà heo này còn lang thang chưa biết sao. Ok rồi, đi theo anh Thành để lại coi mấy con chó sói nó sao rồi. Ok các bạn, đây là có thể là một trong những chỗ mà tụi nó chui vô nè. Thấy không? Nó đào vậy nè để nó chui vô trong hàng rào nè. Bên đây con dấu chân nè. Đó cái dấu đào của nó đó. Này là cái dấu đào của nó, thấy không? Đó, nó đang đào xuống á. Nè, nó đào xuống vô đây để nó đột nhập vô đây. Đó. Nè, còn nữa. Đi, đi coi thử coi là nó còn ở chỗ nào nữa. Đây nè các bạn, đây là cái lỗ mà tụi nó chui, nó đào đó chui vô nè. Nó vô đó à, chưa có ra. Đó không, hàng rào này làm lỏng lẻo quá, chưa có kinh nghiệm làm hàng rào. Nè không, mấy cái dấu nó đào nè. Đây là cái lỗ. Nói chung là tụi nó chui vô trong hàng rào là bằng mấy cái lỗ như vậy á là chủ yếu á. Thấy không? Đúng rồi, nhìn thấy nó ngoài rừng giống vậy nè. Cho nó chui vô đây. Ăn biết, tối. Nó biết trong đây là có mấy con thú đó rồi, vậy nên nó vô đây nó ở luôn, nó ăn luôn phải không? Chắc là Vương nghĩ là chắc là một là nó còn ở trong này, hai là bây giờ nếu như được á mình đặt cái camera ở đây đi, để tối nay mà mình vừa thấy nó chạy vô đây cái là kiếm chạy ra đây bịt cái lỗ rồi lại đi kiếm nó liền. Yeah, hiểu lắm. Đây nè, thấy không? Nó đào này, xung quanh nè. Nó kiếm đường để nó chạy vô á. Không thấy dấu chân của nó. Cái này mấy cái ông kia ông nói anh Thành là lấy cái đó hồi ông kia ông chụp hình cho em, ông nói là lấy cái miếng lưới cỡ 3 feet vậy nè. Cái lưới này chắc cũng giống vậy, 3 feet vậy nè. Đẩy xuống cặp cái hàng rào á, xong rồi. Đúng rồi, anh tính vậy đó, để xéo cạnh thôi. Để xéo cạnh xong rồi cái lấy đất đưa lên thì nó đào xuống. Bọc không được. Ở mối trên thôi, không cần đóng cọc không gì hết. Dạ đúng rồi, nó đào xuống không được. Thì đó thì anh cũng muốn nói vậy á. Giờ có bán mấy không? Mấy con kẽm mình đẻ cái móc trên này nhắn xuống mà vậy, ông Bibo nó cũng bán mấy móc bắt khó nữa. Vậy hả? Thì hôm bữa là Vương Nghĩa Nghiệp cũng thấy có một cái hang chó sói. Bây giờ là mấy con chó sói giờ nó quá lộng hành à. Bữa nay là nó phải trả thù cho mấy con cừu thôi.
tại vì nó bắt hết hai con cừu của Vương rồi. Nên bữa nay mấy anh em Vương sẽ chơi lớn và sẽ lấy cái máy múc này vô để cào nhà của nó. Hôm bữa là thấy định là mình chỉ thấy hang nữa mà cũng chưa định đào, nhưng mà nó nay với mấy bạn ở trên mạng kêu là phải đào nó lên đi, đúng không? Với lại nó ăn cho nó ăn mấy con cừu, mấy con dê đồ nó cũng tội ha, nên là mình phải tiêu diệt mấy con này mới được, chứ để đây là nó ăn hết thú luôn á. Chính xác luôn. Đây là chiếc cẩu này là vừa đổ cào nhà nó rồi á. Đây qua đây là để sẵn Vương review cái cẩu luôn cho mấy bạn coi luôn. Trong chiếc này cũng dễ lái rồi. Chiếc này là mấy bạn vừa mở lên là phải gạt cái cần này xuống nè. Rồi mới bắt đầu lái được. Đó. Và lái rồi bắt đầu thấy không? Chạy tới xe này dễ, xe đồ chơi nít chứ có gì đâu. Này chạy tới, à dạ chạy chạy. Đây là chạy tới nè. Đi bên nào rồi đạp bên đó. Đằng cái này lên. Đó, chạy tới chạy luôn, chạy qua chạy lại thôi, có gì đâu. Thử đường. Hợp lý lắm á. Ok. Nói chung chiếc này nó chạy chậm lắm mấy bạn, cho nên bây giờ mình sẽ chạy chiếc này. Đó. Đây. Chắc là Vương sẽ chạy, Vương với Nghiệp chạy chiếc này đi săn chó sói Nghiệp ha. Zip hả? Nó dở, chứ không biết chiếc này chạy được. Chiếc này chạy, không biết sao đây. Hồi nãy có gạt thắng không? Sao thấy nó hơi yếu, có số 3. Không, số 3 nó yếu lắm. Đây là chiếc xe Zip đồ chơi nít mấy bạn, nhưng mà chở cũng được hai người lớn. Đây dạ. Chiếc này đi săn chó sói là hết sảy của bà bảy. Mình có chạy vô được không trời. Thôi nó giỡn rồi chứ cái chiếc này chắc không khả quan đâu, chiếc này chạy không ngoài chắc lật quá. Đó, nó giỡn chứ phải lấy mấy chiếc này chạy được các bạn, nó mới hợp lý. Rồi giờ mấy anh em tụi mình là mọi người sẽ lấy một chiếc này để đi chi lùng chó sói. Bắn súng là chỉ có Vương với Nghiệp là bắn được thôi. Nghiệp bắn AK hay bắn cái kia. Cái nào cũng được. Ok các bạn, thôi giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi vô rừng. Vương nhường cho Nghiệp cây AK, Vương lấy cây này là cây AK nó thiệt chứ nó nặng lắm. Sợ gặp chó sói dí nó không kịp. Nay thì còn được chứ. Cây AK kia nó nhẹ hơn, cây AK này nó nặng. Cây AK này liên thanh rồi nên nó hơi nặng hơn xíu. Ok biển, giờ biển chạy chiếc này theo tụi mình nha. Đây là kỹ sư xây dựng mấy bạn. Đó, kỹ sư xây dựng. Đó, kỹ sư xây dựng là đang móc coi ra cho chạy xe bút luôn. Đang coi dự án ở dưới đây. đang canh mấy cái công trình ở dưới đây. Rồi ok, chạy nha. Rồi ok mấy bạn, giờ mình sẽ chở chú Tuấn đi vô chung với Vương với Nghiệp. Đây là hành trình đi săn chó sói. Chờ Vương với Nghiệp chạy vòng kiếm nó thử ha.
đi săn lùng chó xô. Dạ. Bây giờ là 6-7 giờ chiều các bạn, cho nên là giờ nó đang đi ra kiếm mồi. Đây là vườn hoa dại trên đồi nữa các bạn, rất là đẹp. Thấy không? Chó nó biết đào hang ghê. Quá đẹp. Đó thấy không? Nhà ngay này là resort luôn rồi. Ở ngay đồng hoa. Quá đẹp. Một cánh đồng hoa đỏ. Đây là hoa dại, không có chăm bón, không có tưới gì nha, phải lên vậy. Đó là cái hang nè các bạn. Đây là cái hang sói mà hôm bữa tụi mình phát hiện ra đây nè. Mấy bạn thấy nó đi tới đi lùi bấy luôn rồi, thấy không? Đó. Ở trong hang nó còn sói nữa nè. Đó, ở trong hang mà nó còn dấu chân nữa nè. Ừ. Không, đây là còn dấu chân đồ đầy đủ luôn. Chân lán o luôn nè, nó chui vô bằng cái lưng của nó. À nó mọp vô, nó bò vô, nó lán o lán lình luôn. Đó. Ở đây nè, đây nè. Bây giờ là tụi mình sẽ đem xe này lại để cào từ đó. Múc lại, múc nó lên các bạn. Giờ múc. Múc sao để cho coi chừng nó cái tuôn ra. Thấy không? Thấy cái hàng đó không? Bữa lắp cái hàng đó sao hè giống cỡ này không? Hay nhỏ hơn. Hàng bữa nhỏ hơn. Hàng này. Chắc mười mấy con ở trong này. Sói sói đó. Ôi chó rừng á. Mình không biết bao nhiêu con này hả? Không biết đâu. Không biết có con nào không? Giờ đào nhẹ nhẹ biết đâu có chó sói con sao biết không? Vương lên đạn như vậy. Thôi nhường tôi ca đi. Để có cái lưỡi lời. Lên đạn chưa? Đây các bạn. Okay. Ca này có cái lưỡi lời là có gì hết đạn còn còn được cái lưỡi lời. Liều mạng với bài chó sói. Mày chó sói luôn. Đây, mở sẵn ra. À ok. Múc đi. Ủa sao nó gãy vậy? Ê, cái sập nó sao? Sửa chỗ sập hang luôn. Đào tới thôi. Bới lên nha. Bới lại đi. Đây, ông cầm đi. Để tôi móc giùm biển nha. Bình sâu lắm, hút ở trong kìa. Ồ, hang sâu ghê chứ ha. Trời ơi, còn lúc trong nữa kìa. Trời ơi, hang gì ghê vậy? Nó đất không mà vô ai bên trái á. Đi thẳng tới á. Hay cái lỗ kìa. Hình như nó có qua hướng bên này nữa nè ba. Ủa? Thấy gì kìa? Tù ở trong nguyên cái bùng binh luôn rồi. Trong nó đi khoảng 2-3 ngách luôn á. Nó thẳng lại gần đây nè. Ok các bạn, đây nè các bạn. Đây là cái hang của nó nè. Có con gì không kìa? Nó lát ngò hả ba ơi. Có dấu chân hả? Hả? Đào sâu ghê ha. Này với cái hang của con tới đây nó cùng người ta còn sâu không, tới đây nó muốn cùng rồi hay gì á, hết rồi hả? Ừ hết. Ê. Chưa hay còn
muốn cùng rồi hay gì á, coi thử coi. Ủa đây cát không à bơi. Bởi vì nó đào vô trong cái heo, cái hang trời có lửa. Đó chưa? Cái hang đẹp vậy mà có dấu chân quá trời luôn mà sao kỳ ta. Nghiệp xuống thăm giờ thử cái nghiệp. Nãy xuống rồi hết rồi. Trầm. Thật. Đâu còn hàng rồi đâu phải không? Như hết rồi. Có xương không có gì vậy. Anh thấy chọc chọc luôn khúc ngốc luôn. Mấy tụi nãy đào hàng hay thiệt. Còn không? Ủa đó còn cái kia phải không? Phải cái hàng không? Anh đọc luôn. Hang nhưng mà hang nhỏ nó không biết được có con chứ con không chứ mẹ sẽ ở trong đây được. Đó sao rồi chỗ này là nhớ như chỗ để nó giấu con nó ngủ vậy. Hết rồi hả? Tới đó rồi hả? Còn chỗ nào không? Ghê, chỗ này toàn cát không ha? Hết rồi hả? Nãy đào cái hang mới kìa. Ừ, đào cái hang kia cũng chẳng có tương lai hả? Hồi nãy thấy có cái lỗ nó vô từ chỗ này vô. Nó té qua đây một cái lỗ mà. Nó té qua đây một cái lỗ mà. Nó chắc hết luôn. Hết rồi. Hết rồi chắc nó đi ra rồi mọi người. Thôi cái hang này coi như là nó thôi phá bằng nhanh nó khỏi đi chỗ ở khác rồi. Bán nhà đi. Thôi giờ cái lỗ này phải lắp lại chứ mấy xe lắp chạy lại. Đây là chết luôn á. Lắp lại đi. Để Phương chạy vô Phương lắp cái lỗ này lại. Lấy cái cẩu kìa gạt ngang rồi nó lọt xuống rồi. Cái nào mà đào hang nó tối về trả thù nó đi ăn thú mình hơn nữa không? Nhưng mà ở Việt Nam các bạn mà mình lấy cái này mình đi đào rắn hay đào chuột chắc ngon lắm á. Này đào chó sói mà xuống bữa hôm nay đào không có con gì hết trơn. Sói chắc nó đi trốn rồi quá. Ai có người tới đây lấy nguy hiểm quá. Cát này mình có tên cát đất cát đất núi lửa hả? Đó sa mạc. Xanh đẹp luôn. Ok mấy bạn ơi, giờ là nói chung là nguyên đám tụi mình là cũng lấy xe ra làm gầm rộ lắm nhưng mà không có đào hang sói lên, thấy hang sói rất là sâu nhưng mà không có sói trong đó, không có con chó nào trong đó đấy, cho nên giờ thôi tụi mình chạy vô trong cái khu vực mà hôm qua mà nó ăn mấy cái con nai của Vương á, hai con cừu chứ, nó giết hết hai con cừu.
một con cù, có trong đó có con cù núi mắc tiền nhất là $1,000 một con, nó quất luôn rồi. Phải chi nó ăn mấy con cù rẻ rẻ cũng đỡ. Nó cũng biết lựa thiệt. Biết lựa thịt ngon ăn chứ. Ok. Thôi bây giờ tụi mình sẽ chạy vô trong kia đây. Đang chờ cái anh này ra để khóa cửa lên. Chú Tấn nhớ móc móc cửa luôn hả chú Tấn? Tụi con chạy trong cái safari. Giờ đó coi thử đặt bẫy coi sao. Rồi. Ok. Ok, giờ tụi mình sẽ vô đây để chi lùng cá sói ở trong khu vực đây nè. Sáng rồi nó giết mấy con thú ở ngay đây nè. Nói chung mấy con cừu, mấy con dê nó hay tụ tập chỗ này là... Chiều đẹp quá. Chiều thú ra chiều nè, không chịu cho đi. Mấy con chó sói này nó tung hành quá, bởi vậy tụi mình mua gà về cúng cho tụi nó nè. Đây là mấy bạn thấy mấy cái dưới đây không? Dưới đây là mấy cái cánh gà đó. Thôi. Nhưng mà nói chung là giờ mới đi kiếm tụi nó thôi chứ không được à. Cảnh này đẹp ghê luôn nè. Tôi với ông vô đây coi thử có khi nào núp trong cái lùm này không? Chạy đây nghiên cứu thử cái lùm này coi, tôi nghi á. Nghi lắm. Nghiệp và tụi mình phát hiện được cái lùm này là tụi mình nghi ồ, là... Ồ, xương quá trời luôn nè. Có chó sói là đúng luôn rồi. Đúng rồi, đây là ổ của nó luôn á, nè. Nó tha vô đây nó ăn nè. Thấy không? Thở quay xương lên thở. Đó kìa. Thấy rồi nè. Vậy đúng rồi, vậy là nó ở trong này rồi Nghiệp ơi. Nè xương nó ăn nè. Ông chạy ông lại cầm cục xương ra coi chừng gai gai kìa. Nó gai quá trời gai. Đó nguyên xương quá trời xương luôn, xương con này xương con kia quá trời luôn. Ui dạ. Gai dữ quá bạn ơi. Ôi ôi trong đầy luôn Vương ơi, nó ăn nhiều lắm trong đây luôn. Rồi vậy là chỗ này ổn đó rồi. Thôi, tôi nghĩ đúng rồi. Ông nên lấy xe ông ban luôn chỗ này luôn vô rồi. Sáng phạt nó ăn. Nè xương nè. Nè. Nè không. Đó nó tha vô đây nó ăn nè, các bạn thấy không? Đó. Mà nhiều lắm không? Ở trong còn nhiều nữa không? Đi, đi kiếm đường nào đi vô coi. Không có vô trong được, trong gai không mà Vương nè. Tôi kiếm đường tôi vô coi. Đó, trong đó nguyên có xương sống rồi nữa kìa. Không có đường vô hả Nghiệp kìa dạ? Gai không à. Phải như rừng bình thường nói này gai không à. Rừng gai ha. Ừ, dây leo gai. À, thôi đúng rồi mấy bạn ơi, chỗ này nè. Nè, xương lành luôn kìa. Nè Thảo. Xương sống, xương sọ. Đúc vô cái gì? Có xương sọ nữa hả? Có xương sọ ngay ta Vương đó, xương má đó gì đó. À đúng. Để kiếm cái đường đây. Vô Nghiệp ơi, có cái đường vô á, kiếm cái đường vô coi, thú nó vô được mình vô được chứ. Thú nó da nó dày hơn mình. Tôi đảm bảo là chỗ này là chỗ của nó nè, đúng rồi nè. Nó bắt mấy con thú xong rồi nó thay vô đây nó ăn nè. Ây da, trời ơi má. Gai quá, gai luôn. Ý. Đi tới trước xíu xíu ơi. Có lỗ nào trống trống không? Tôi nghĩ thằng gì tôi nói là nó trong này nè chứ nó không có đi đâu hết trơn á.
nhiều khi có hang ở trong đây luôn. Ừ. Đúng rồi, cái chỗ này là nó ăn trong này, nó ở trong bụi này luôn, nó trong bụi này luôn rồi chứ không đâu đâu, tối là nó ra nè, khi nó không ở trong bên đây đâu, nó ở bên này luôn nè, ở này kiếm cái đường vô. Nhìn vô còn sương lắm. Như đầu đằng kia nhiều hơn á. Nè, hang này phải không? Nè, là gì đây? Ở gốc cây hả? Gốc cây. Lắng o vậy. Kiếm đường vô kìa. Giờ đi mà gặp cái con nó bị ăn nó thấy cha. Thiệt luôn á chứ. Cái con bị chó này. Mà chắc chắn tôi nghĩ là nó trong đây không đâu hết, nghe nghiệp ha. Tối nó ra đây nè. Đó bạn thấy không? Nó ở trong này nè. Nó trong mấy cái rừng rậm rậm nó núp trong này nè, gần gai không à. Có tụi nó mới chui vô được thôi, rồi nó chạy đây nó ăn mấy con thú của Vương. Một ngày nó chén một con. Mà mày ăn con, nhiều khi tao cũng ráng đỡ cho mày ăn, cái ngày mày ăn một con là chết rồi. Mấy cái bụi này giờ sao được ta? Bụi này chuyện gì ông phải mang bớt đi chứ để chỗ này. Trong trống nó Vương còn thấy được phải không? Chó nó cũng ăn, nó cũng ở trong mình thấy mình bắn được. Bắt cỡ này là thua. Gai không mà vừa vô chổng không ra được. Cái rừng này nó gai mà nó rậm hơn cái rừng của Vương ở dưới kia. Rừng dưới kia đi còn được, rừng này không đi được luôn. Bích quá, bích bù quá. Chỗ đen. Chậu. 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 Đừng có đánh à, khúc tao quất bì à. Châu. Nô à. Mày hút tao lòi ruột à. Châu. Trời. Bò kìa, bò tót kìa Thảo. Bò tót bự không? Mới có hai. Tìm à. Ê thỏ con. Thỏ con hả? À, thỏ rừng. Thỏ trộn trọng vậy, đi lập chốc. À, con thỏ con vậy luôn á. Ừ. Nó sống giữa bầy sói luôn, sao nó sống được hay thiệt á chứ. Đó là xương bò. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người. Một ngày hy vọng là lần sau tụi mình sẽ may mắn hơn.